Hãng tin TASS ngày 19 tháng 5 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Moscow, Kremlin, Putin. Đã đến lúc chính quyền Kiev phải thừa nhận tình hình thực tế trên thực địa. Tôi hy vọng rằng thông điệp này vốn được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ được hiểu và phương Tây sẽ nhận ra rằng đã đến lúc ngừng hy sinh Ukraine vì những mục tiêu hoàn toàn vô ích của họ. Ông Lavrov nói thêm, Chúng tôi hiểu rất rõ những khả năng mà chúng tôi có, bao gồm tất cả diễn biến tình hình xung quanh Ukraine. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 16 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đổ lỗi cho các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về việc lực lượng Ukraine không ngăn chặn được đà tấn công của Nga ở vùng Kharkov, đồng thời kêu gọi hỗ trợ nhanh và lớn mạnh hơn nữa để giúp Kiev thay đổi tình hình chiến trường. Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận Nga có thể sẽ sớm nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Kharkov nếu phương Tây không nhanh chóng viện trợ hệ thống phòng không Patriot mới. Theo Tổng thống Zelensky, tình hình xung quanh Kharkov hiện vẫn rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, Ukraine không thể để mất Kharkov vào tay Nga trong thời điểm này. Các quan chức quân sự hàng đầu ở Kyiv cũng thừa nhận tình hình hiện nay vô cùng khó khăn và quân đội Ukraine đang phải vật lộn để giữ vững vị trí trước lực lượng nga áp đảo về quân số và vũ khí. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times hôm 13 tháng 5, giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov cảnh báo tình thế bấp bênh trên chiến trường của lực lượng Ukraine sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai gần. Theo ông Budanov, mục đích rõ ràng của các cuộc tấn công này là bào mòn nguồn dự trữ của Ukraine. Điều này có khả năng mở ra cơ hội cho Nga kiểm soát Chasovia, một thành phố Donbass có tầm quan trọng chiến lược cách Kharkov khoảng 200 km về phía đông nam. Giới lãnh đạo quân sự Ukraine đã thừa nhận những thành công chiến thuật của Nga trong khu vực, đồng thời cho biết triển khai quân dự bị Ukraine để đáp trả. CNN tuần trước cũng đưa ra đánh giá nghiêm trọng về tình hình trên chiến trường Ukraine, nhận định rằng Nga được cho là đã đạt được bước tiến nhanh nhất kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Dựa vào dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, hãng tin AFP ước tính Nga đã kiểm soát thêm khoảng 278 km vuông lãnh thổ ở Ukraine, đặc biệt ở vùng Kharkov. Đây có thể coi là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ cuối năm 2022. Theo Bloomberg, Kiev đã bắt đầu triển khai thêm quân để ổn định tiền tuyến phía Đông Bắc, đồng thời lưu ý rằng cuộc tấn công của Nga có thể đã kéo căng lực lượng vốn đã thiếu vũ khí và quân số của Ukraine, đồng thời có thể buộc Kiev phải bố trí lại quân từ mặt trận phía Đông. Cụ thể, từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5, Nga đã kiểm soát 257 km vuông chỉ riêng ở Kharkov, Đông Bắc Ukraine và hiện là tâm điểm trong đợt tấn công mới của Nga Ngoài ra, Nga kiểm soát 21 km vuông lãnh thổ ở những nơi khác của Ukraine, trong đó có ngôi làng chiến lược Rabotino thuộc vùng Zaporizhia, miền nam nước này. Nga từng kiểm soát Kharkov ngay từ những ngày đầu xung đột nhưng bị đẩy lùi vào mùa thu năm 2022. Hiện lực lượng Moscow có thể dễ dàng tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh vào các vị trí của Kiev, khiến hệ thống công sự gần biên giới dễ bị tổn thương và có thể mất khả năng phòng thủ. Thông tấn irna đưa tin trực thăng gặp nạn khi chở tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm 19 tháng 5 là loại Bell 212 do Mỹ sản xuất. Trong khi nga thông báo gửi đội cứu hộ hỗ trợ Tehran tìm kiếm, trong lúc người dân Iran đang cầu nguyện cho tổng thống Iran Ebrahim Raisi, nga thông báo đội cứu hộ nước khởi hành đến Iran tham gia nỗ lực tìm kiếm trực thăng chở nhà lãnh đạo bị mất tích ở vùng núi đầy sương mù ở phía tây bắc Iran. AFP dẫn thông báo của bộ này trên Telegram. Theo yêu cầu của phía Iran, lực lượng cứu hộ của bộ ứng phó các tình trạng khẩn cấp Nga sẽ hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Đoàn Nga gồm 47 chuyên gia mang theo các thiết bị, dụng cụ cần thiết, xe vượt mọi địa hình cũng như trực thăng BO 105, trực chỉ thành phố Tabriz ở Tây Bắc Iran. Hôm 19 tháng 5, chiếc trực thăng mà theo IRNA là dòng Bell 212 do Mỹ sản xuất đã mất liên lạc trong lúc trợ Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian cùng những người khác ở tỉnh Đông Azerbaijan. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi người dân cầu nguyện nhưng đừng lo lắng về vấn đề lãnh đạo nhà nước, khẳng định sẽ không có sự gián đoạn nào trong công việc điều hành đất nước. Bên cạnh Nga, các nước khác đã gửi đề nghị hỗ trợ Iran tìm kiếm trực thăng bao gồm Iraq, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh châu Âu EU đã kích hoạt dịch vụ hoạch định bản đồ phản ứng nhanh để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm vị trí trực thăng rơi. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran, Nasser Kanani đã gửi lời cảm ơn các chính phủ và tổ chức quốc tế về những đề nghị giúp đỡ trên. Trước đó, tối 19 tháng 5, truyền thông Iran bắt đầu đưa tin về vụ tai nạn xảy ra cho trực thăng chở Tổng thống ở vùng Jonfa. Theo đó, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sương mù dày đặc ở nơi trực thăng gặp nạn khiến các đội cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Reuters dẫn lời một quan chức Iran cho biết, Mạng sống của ông Raisi và Ngoại trưởng Abdullahian đang bị đe dọa sau vụ rơi trực thăng, vốn xảy ra sau khi Tổng thống đến biên giới Azerbaijan vào hôm 19 tháng 5 để khánh thành đập thủy điện với Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev. Reuters dẫn lời quan chức trên, chúng tôi vẫn còn hy vọng, nhưng thông tin đến từ nơi gặp nạn đang hết sức quan ngại. Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran chỉ đạo sử dụng mọi nguồn lực của quân đội và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu hộ. Trước đó, đài truyền hình quốc gia ngừng phát sóng mọi chương trình thường lệ và kêu gọi người dân Iran cầu nguyện. Đến sáng nay 20 tháng 5, truyền hình Iran phát bản tin quay cảnh một đội cứu hộ đang tìm kiếm trên một sườn núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi trực thăng rơi gần thành phố Jolfa, Iran, trong lúc chở ông Raisi trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan. Tính đến đêm 19 dạng sáng 20 tháng 5 theo giờ địa phương, tức khoảng 10 giờ kể từ khi máy bay trực thăng chở tổng thống Iran, Ebrahim Raisi mất liên lạc, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được vị trí của chiếc trực thăng. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, Iran. Irin dẫn lời một chỉ huy quân sự Iran cho biết đã xác định được vị trí chính xác của trực thăng nhờ tín hiệu từ trực thăng và điện thoại di động của một thành viên trong đoàn. Tuy nhiên, khi trời tối, sương mù dày đặc cùng địa hình rừng núi khiến hoạt động tìm kiếm gặp khó khăn. Trong khi đó, một quan chức Iran nói về hãng tin Reuters rằng tính mạng của ông Raisi và Ngoại trưởng Iran Hossein Amira Dullahian, người cũng có mặt trên trực thăng, đang bị đe dọa. Vị quan chức nói thêm, Chúng tôi vẫn còn hy vọng, nhưng thông tin từ hiện trường vụ tai nạn rất đáng lo ngại. Sau khi có thông tin trực thăng chở Tổng thống Iran rơi, lãnh đạo tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đã chấn an người Iran, nói rằng các vấn đề của đất nước sẽ không bị gián đoạn. Ngay lúc quân đội Ukraine đang chặt vật chống đỡ ở mặt trận Donbass và Zaporizhia, thì quân Nga bất ngờ đánh mạnh vào bên sườn và phía sau lực lượng Kiev theo các hãng tin phương Tây và Nga, sáng sớm ngày 10 tháng 5, cụm quân phương Bắc tinh nhuệ của Nga với khoảng 50.000 quân, hơn 400 xe tăng và 930 xe bọc thép đã bất ngờ mở cuộc tấn công vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Cùng lúc đó, lính dù tinh nhuệ các lữ đoàn bộ binh cơ giới, trung đoàn cố sắc, lực lượng đặc biệt Chania và lính thủy đánh bộ cũng mở các cuộc tấn công vào các vị trí tiền tuyến của Ukraine từ hai hướng là Zaporizhia và Kherson. Lần này, tổng cộng hơn 100.000 quân Nga đã được sử dụng. Sau hơn 2 năm có lúc thủ lúc công, nhưng vào thời điểm hiện tại, quân đội Nga đã chiếm thế chủ động trên chiến trường và tổ chức hiệp đồng giữa các mặt trận một cách nhịp nhàng và ăn khớp. Trong các cuộc tấn công này, Nga thường sử dụng hỏa lực pháo binh chiến thuật để mở đường, đồng thời sử dụng rộng rãi bom lượn dẫn đường, được cải tiến từ bom thường FAB, nhờ đó nâng cao hiệu quả tấn công và giảm thương vong cho lực lượng chiến đấu mặt đất. Theo thông tin chiến trường của quân đội Nga, chỉ riêng trong chiến dịch tấn công ở Kharkov trong 4 ngày đầu, họ đã tiêu thụ hơn 100 quả bom lượn dẫn đường FAB-500 mỗi ngày và thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các vị trí của đối phương. Kết quả là lực lượng Moscow chỉ mất một ngày để chiếm 6 ngôi làng, chiếm tổng diện tích từ 80 đến 110 km vuông lãnh thổ của Kharkov. Từ góc độ chiến thuật, quân đội Nga trước đó đã phát động một cuộc tấn công liên tục vào phòng tuyến của đối phương ở khu vực Donbass. Lần này họ không chỉ tấn công đồng thời vào Donbass, Zaporizhia và Kherson, mà còn tấn công tổng lực vào khu vực Kharkov trên một mặt trận có chính diện rộng tới 60 km và chiều sâu từ 10 tới 20 km. Việc Moscow mở chiến trường mới buộc Kiev phải căng mỏng lực lượng để phòng thủ, nhưng do khả năng có hạn nên họ vá được chỗ nọ thì lại thủng chỗ kia. Quân đội Nga đã đặt một cái tên rất sinh động cho phương thức tấn công này là nghìn vết cắt, tức là tiến hành một cuộc tấn công toàn diện trên khắp mặt trận. Mục đích của chiến thuật trên là để phát hiện các điểm mạnh yếu của Ukraine, sau đó khoét sâu vào điểm yếu, tiến hành các cuộc tấn công tổng lực để xé nát tuyến phòng thủ, đánh bại đối phương một cách nhanh chóng, không cho họ hồi phục và phản kích. Đánh giá theo nhịp độ phát triển hiện tại của quân đội Nga, cuộc tấn công theo hướng Kharkov đã đạt được tiến bộ lớn nhất và nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lực lượng Ukraine. Tại Kharkov, Ukraine chỉ bố trí một số đơn vị chiến đấu hạng 2, thậm chí hạng 3 lực lượng vũ trang địa phương ở Kharkov không những thiếu huấn luyện mà còn chỉ được trang bị vũ khí rất kém. Do vậy, khi đối mặt với lực lượng thiết giáp tinh nhuệ của đối phương, quân Ukraine tại đó hầu như không có khả năng kháng cự. Trước tình hình nguy cấp ở Kharkov, Kiev buộc phải rút các đơn vị tinh nhuệ ở một số chiến trường khác để tăng cường khẩn cấp. Tuy nhiên, việc điều quân kiểu giật cấu vá vai này rõ ràng sẽ khiến quân Ukraine bị thiếu hụt ở hướng Donbass và Zaporizhia, tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của quân Nga ở hai khu vực này dễ dàng hơn. Cuộc tấn công vào Kharkov của Nga được cho là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của quân đội Ukraine và bản thân vụ việc cũng nằm ngoài dự đoán của hầu hết các nhà quan sát quân sự, bởi Ukraine trước đó đã nhận được sự hỗ trợ thông tin tình báo rất lớn từ NATO. Mặc dù số lượng vũ khí và đạn dược mà NATO cung cấp cho Ukraine hiện tại là không đủ, nhưng liên minh quân sự này vẫn huy động một số lượng lớn vệ tinh trinh sát quân sự và cả dân sự chuyên theo dõi việc triển khai chiến đấu của quân đội Nga. Để phán đoán tình hình, thông tin kịp thời mọi di biến động cho Ukraine theo thời gian thực. Khi lực lượng Moscow bất ngờ mở cuộc tấn công Kharkov, hệ thống vệ tinh trinh sát của NATO không hề có động tĩnh gì. Ngay cả trước khi chiến dịch bắt đầu, họ cũng không quan sát thấy điều gì bất thường của quân đội Nga. Chúng ta phải biết rằng sức mạnh của Nga trong chiến dịch tấn công này cao đến mức nào. Họ đã huy động 50.000 quân chiến đấu nếu bao gồm cả những đơn vị hỗ trợ hậu cần và bảo đảm chiến đấu. Tổng quân số sẽ từ khoảng 70.000 tới 80.000 người. Trước một cụm binh lực lớn như vậy, nhưng các vệ tinh trinh sát của NATO và Mỹ không phát hiện được gì. Một số nhà phân tích nhận định có thể là Nga đã làm chủ công nghệ tiên tiến, tránh bị vệ tinh trinh sát, giám sát, nên có thể bí mật điều động một số lượng lớn quân số vũ khí ra chiến trường một cách suôn sẻ. Trên thực tế, ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022, quân đội Nga đã kiểm soát được một phần lãnh thổ của tỉnh này và bao vây thành phố Kharkov. Vào thời điểm đó, chỉ huy cánh quân miền đông của Ukraine, Đại tướng Zizky hiện nay là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, đã phát hiện ra rằng quân Nga ở Kharkov có số lượng rất ít nên đã phát động một cuộc phản công chiến thuật bất ngờ vào mùa thu năm 2022 và về cơ bản đã thu hồi được phần lớn lãnh thổ Tuy nhiên, sau khi giành lại được các vùng lãnh thổ từ tay Moscow, Kiev đã không hề nghiêm túc củng cố tuyến phòng thủ mà để chống trận địa. Do vậy, khi đối phương bất ngờ tấn công trở lại, họ hoàn toàn không thể chống cự được. Lính Ukraine bỏ chạy trong hoảng loạn về tuyến sau. Với việc tăng cường lực lượng tiếp viện cho Kharkov, chỉ huy Ukraine hy vọng sẽ cầm chân đối phương. Nếu lần này Kharkov và Donbass tiếp tục rơi vào tay Nga và kết nối thành một khối, Ukraine với cơ bản sẽ không thể chiếm lại được. Trong một tuyên bố vào ngày 18 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định mặt trận Kharkov hiện đã ổn định sau cuộc tấn công của Nga từ vùng Belgorod hôm 10 tháng 5. Quân đội Nga đã đạt được nhiều bước tiến trong vài tháng qua ở khu vực Donbass. Ngày 10 tháng 5, Nga phát động một cuộc tấn công mới từ phía Bắc hướng tới Kharkov, thành phố thứ hai của Ukraine và đã chiếm được một số khu định cư ở biên giới. Tuy nhiên, đa tiến của lực lượng Nga đã chậm lại phần nào trong vài ngày qua. Ông Zelensky cho biết lực lượng Nga đã tiếp cận tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine ở tỉnh Kharkov, tiến gần 10 km. Theo ông, Ukraine cũng đã chuẩn bị sẵn tuyến thứ hai và thứ ba. Tuyến thứ hai là tuyến mạnh nhất và bao gồm các công trình kiên cố do không nằm dưới hỏa lực của Nga trong quá trình xây dựng. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không có kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine vì mục tiêu của Moscow là tạo ra vùng đệm trong khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18 tháng 5 cho biết Nga không có kế hoạch chiếm Kharkov vì mục tiêu của Moscow là tạo ra vùng đệm để bảo vệ các khu vực biên giới của Nga khỏi hòa lực của Ukraine. Trong báo cáo mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, cũng đánh giá rằng Nga dường như tập trung vào việc xây dựng một vùng đệm ở Kharkov, nhưng cảnh báo khu vực này có thể được sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công tiếp theo của Nga. ISW cũng cho rằng Moscow có thể đang cố gắng chuyển hướng lực lượng Ukraine khỏi Donbass bằng cuộc tấn công mới ở phía bắc. ISW nhận định các lực lượng nga có thể sẽ khiến lực lượng Ukraine phải gian chảy dọc theo mặt trận rộng lớn và cố định quân Ukraine ở khu vực biên giới ngay cả khi nhịp độ tấn công của nga ở phía bắc Kharkov chậm lại. Bộ Quốc phòng nga và Ukraine hiện chưa bình luận về các thông tin trên. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby vào ngày 17 tháng 5 đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, đồng thời nói rằng Washington đang theo dõi chặt chẽ cuộc tấn công của Nga ở Đông Bắc Ukraine và làm việc suốt ngày đêm để chuyển vũ khí và thiết bị đến tay lực lượng Ukraine để đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các trang thiết bị này chỉ nên được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine thay vì tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ông Kibai trả lời tại họp báo khi được hỏi liệu đã đến lúc xem xét lại lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga hay chưa. Chúng tôi không khuyến khích cũng như là không cho phép sử dụng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Chính sách đó vẫn chưa thay đổi. Đầu tuần này, các nghị sĩ Ukraine đã tới Washington trong nỗ lực thuyết phục Nhà Trắng dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí viện trợ. Kiev cũng được cho là đã yêu cầu phương Tây trợ giúp thông tin tình báo về các mục tiêu ở Nga. Ngày 14 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps thừa nhận nước này đã cho phép Ukraine tấn công Crimea bằng vũ khí do Anh cung cấp vì London coi bán đảo này là một phần của Ukraine. Trong chuyến thăm Kiev vào ngày 15 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ sẽ không ngăn Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Washington không đặc biệt khuyến khích Kiev làm như vậy, nhưng cũng sẽ không cản trở. Nga cáo buộc NATO và các nước EU khuyến khích Ukraine tấn công các khu dân cư bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp như ATACMS và SOM Shadow, SCALPEG. Trong khi đó, Kiev lập luận rằng Nga có thể tiến hành cuộc tấn công mới nhất là do Ukraine bị hạn chế sử dụng vũ khí của phương Tây, cũng như sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí viện trợ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với hãng tin AFP vào ngày 17 tháng 5, lực lượng Nga có thể bắn bất kỳ loại vũ khí nào từ lãnh thổ của họ vào lãnh thổ của chúng tôi. Đó là lợi thế lớn nhất mà họ có được. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 5 cho biết Ukraine mở đợt tập kích trong đêm với tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ chế tạo và máy bay không người lái UAV cánh cố định nhằm vào nhiều khu vực phòng không Nga hạ 70 mục tiêu, trong đó có 9 tên lửa at và 1 UAV nhằm vào bán đảo Crimea. 3 UAV tại tỉnh Bengorod và 57 UAV ở vùng Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga không công bố thiệt hại liên quan tới đợt tập kích. Vija Gladkov, tỉnh trường Bengorod cho biết, mái nhà thờ tại làng Maloye, gorodische bốc cháy sau khi bị mảnh vỡ UAV Ukraine rơi trúng. Không có thương vong trong vụ tập kích, lực lượng cứu hỏa đang khống chế trận hỏa hoạn. Không quân Ukraine cùng ngày thông báo phòng không nước này phá hủy toàn bộ 37 UAV Gedan 2 Nga phóng trong đêm tại tỉnh Kiev, Odessa, Mykolaiv, Sumy, Vinnytsia, Zhytomyr, Chekarsky và Kherson chưa rõ thiệt hại và thương vong liên quan. Các trận tập kích diễn ra sau khi lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát làng Sarissa ở tỉnh Kharkov tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine. Quan chức Nga cho biết việc kiểm soát làng Sarissa cắt đứt hoàn toàn tuyến đường chuyển đạn dược và quân dự bị cho các đơn vị Ukraine đang cố thủ tại thành phố Vopchansk. Ngoài tập kích bán đảo Crimea và các khu vực Nga đang kiểm soát, Ukraine gần đây leo thang tấn công hạ tầng trọng yếu, sâu trong lãnh thổ nước láng giềng bằng máy bay không người lái UAV tầm xa tự chế tạo. Giới chức Nga cảnh báo các vụ tập kích bằng vũ khí phương Tây cho thấy rõ là Mỹ và Anh đang đứng sau Ukraine cáo buộc họ làm xung đột leo thang khi viện trợ tên lửa tầm xa và vũ khí hạng nặng, cũng như cho phép Ukraine dùng chúng tấn công mục tiêu Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cảnh báo rằng những cuộc tấn công của Nga ở biên giới phía Bắc chỉ là lan sóng đầu tiên, đồng thời kêu gọi các đồng minh gửi thêm máy bay chiến đấu và thiết bị phòng không. Các lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kharkiv phía bắc Ukraine vào ngày 10 tháng 5, giành được phần lãnh thổ lớn nhất trong một năm rưỡi qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 18 tháng 5 trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP thừa nhận rằng Ukraine chỉ có một phần tư lực lượng phòng không cần thiết để chấn giữ tiền tuyến, trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn. Ông cho biết lực lượng Nga đã tiến được từ 5 đến 10 km dọc biên giới phía đông bắc trước khi bị lực lượng Ukraine chặn lại. Ông Zelensky cũng thừa nhận rằng các lực lượng Nga đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ, đồng thời nói thêm rằng để đạt được ít nhất mức độ ngang cơ trên không với Nga, Ukraine cần 120 đến 130 máy bay chiến đấu F-16 hoặc các máy bay tiền tiến khác. Tổng thống Ukraine nói, hiện tại chúng tôi có khoảng 25% những gì chúng tôi cần để bảo vệ Ukraine. Tôi đang nói về phòng không. Thống đốc Kharkiv Oleg Snykubov vào ngày 18 tháng 5 cho biết tổng cộng 9.907 người đã được sơ tán khỏi khu vực sau một cuộc tấn công trên bộ của quân đội Nga. Theo Anzazera, hiện tại Ukraine bị áp đảo về quân số ở các khu vực tiền tuyến. Cứ một binh sĩ của Ukraine thì có đến 7 binh sĩ của Nga. Trong nỗ lực tăng số lượng quân nhân, ông Zelensky đã ký hai luật, một luật cho phép tù nhân gia nhập quân đội và một luật khác tăng mức phạt đối với những người trốn quân dịch lên gấp 5 lần có hiệu lực trong ngày 18 tháng 5. Được biết, độ tuổi nhập ngũ của Ukraine vẫn cao ở mức 25, trong khi ở Nga là 18. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17 tháng 5 cho biết cuộc tấn công ở khu vực Kharkiv nhằm mục đích tạo ra vùng đệm và Nga không có kế hoạch chiếm thành phố Kharkiv. Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Putin nhấn mạnh Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ukraine pháo kích vào khu vực Benkorod của Nga. Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Sisky, thông tin rằng cuộc tấn công mới của Nga đã mở rộng khu vực chiến sự thêm gần 70 km và buộc Ukraine phải gian trải lực lượng, sử dụng quân dự bị. Để đối phó với các cuộc tấn công mới, Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công và tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Crimea do Nga sắp nhập. Ở Đorpen Prabda đưa tin, hội nghị tiếp theo của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine định dạng tamsen sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5. Cơ quan báo chí Lầu Năm Góc cho biết, cuộc họp dưới định dạng tamsen theo hình thức trực tuyến từ Lầu Năm Góc sẽ được chủ trì bởi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Đây sẽ là cuộc họp thứ 22 của nhóm liên lạc về các vấn đề quốc phòng Ukraine kể từ khi định dạng này được thành lập vào tháng 4 năm 2022. Cuộc họp sẽ tập hợp các bộ trưởng quốc phòng và lãnh đạo quốc phòng từ gần 50 quốc gia trên thế giới để tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm cung cấp cho Ukraine những khả năng cần thiết để bảo vệ lãnh thổ. Sau cuộc họp đàm lần thứ 21 diễn ra vào ngày 26 tháng 4, Bộ trưởng Austin xác nhận rằng Mỹ đang phân bổ 6 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine theo cơ chế USAID tại kỳ họp này tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zelensky đã thông báo tình hình ở tiền tuyến có xu hướng leo thang căng thẳng trong một cuộc phỏng vấn với AFP trả lời câu hỏi liệu có triển vọng cho một cuộc tấn công mới của Ukraine hay không Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng Ukraine có triển vọng theo thời gian để chuyển sang các hành động chống tấn công với điều kiện là các lực lượng vũ trang có đủ quân ông nói có những triển vọng để làm điều này, trước tiên chúng ta phải ổn định tình hình ở tiền tuyến. Nó không ổn định, bạn thấy đó, tôi sẽ nói điều này. Bây giờ, đến lượt họ, họ phải dừng lại, chúng tôi sẽ ngăn chặn họ, và sau đó có nhân sự thích hợp của các lữ đoàn để tính toán bước phản công tiếp theo. Khi được hỏi liệu cuộc phản công mới này có thể diễn ra vào năm 2025 hay không, Tổng thống Zelensky cho biết, tôi không thể nói trước. Kênh Dirovka đưa tin, trên hướng Bắc mất, lực lượng du tinh nhuệ của Nga đã vượt qua kênh đào Donetsk Donbass và bắt đầu công phá vào trung tâm thành phố Chasovya. Các đơn vị xung kích của sư đoàn Du-98 đã vượt qua kênh đào và kết thúc một trận chiến ở ngoại ô thành phố. Dù bị giúp bớt quân để điều lên tăng cường cho Kharkov, khiến lực lượng tại Chasovya đã suy yếu, nhưng Ukraine vẫn liên tục phản công, bất chấp tổn thất, nhằm đánh bật các mũi tấn công của Nga. Chỉ huy quân phòng thủ ở Chasovia hoàn toàn hiểu rằng nếu để mất các cứ điểm vòng ngoài thì rất dễ dẫn tới các nguy cơ lực lượng ở bên kia kênh đầu tại khu vực tiểu quận Canan có thể bị cắt đứt hoàn toàn cụm phòng thủ chính. Rõ ràng là quân đội Nga đã tận dụng việc Ukraine bị căng mỏng lực lượng nhằm bảo vệ Kharkov để quyết định phá vỡ toàn bộ kế hoạch phòng thủ của đối phương và sự thành công của cuộc đột kích vào khu vực Canan có thể khiến các đơn vị Kiev phải rút lui vào trung tâm thành phố. Ukrainska Pravda đưa tin có vụ nổ xảy ra ở Crimea, được ghi nhận. Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm là Mikhail Radvojaev cho biết phòng không đã khai hỏa. Ông Radvojaev nói phòng không đang hoạt động ở Sevastopol, một cuộc tấn công tên lửa đang bị đẩy lùi. Tất cả các dịch vụ đã được đặt trong tình trạng báo động. Theo các kênh Telegram, lực lượng phòng không Nga đang hoạt động ở Sevastopol, quân Nga cũng đã điều động máy bay. Ngoài ra, ở Epatoria và Saki được cho là cũng có tiếng nổ. Giao thông trên cầu Krem tạm thời bị chặn lại. Theo kênh Kremlin Way, tại một thời điểm đã có ba quả tên lửa nhằm đến một trong những con tàu tại khu vực vịnh kỹ thuật của Sevastopol. Kremlin Way cho biết, ngoài ra còn có các vụ khai hỏa và vụ nổ ở Dzhankoy và Amiens. Kênh Voenko Kedulin cho biết, dưới áp lực của quân đội Nga, lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải chuẩn bị các tuyến phòng thủ mới ở Kharkov. Ở phía bắc vùng Kharkov, lực lượng Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát với những bước tiến bộ đáng chú ý ở khu vực Lipsevsky. Họ cũng đã giành được một chỗ đứng trong khu vực rừng gần Lipsy tại ngoại ô phía đông bắc, nơi các quân đội xung kích tiên phong của Nga đang hoạt động. AIA Novosti đưa tin, thống đốc vùng Voronezh của Nga ông Alexander Gusev cảnh báo, chú ý, kính gửi người dân Voronezh, nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công bằng UAV đã được tuyên bố trong khu vực. Ukrainska Pravda đưa tin không quân Ukraine đã phát cảnh báo đỏ khi phát hiện hàng loạt UAV của Nga ở vùng Kherson và Sumy. Lúc 23 giờ 36 phút ngày 18 tháng 5, không quân Ukraine báo cáo một chiếc UAV ở phía tây vùng Sumy và hướng về vùng Chernihiv và ở phía đông vùng Mykolaiv hướng về phía Tây. Lúc 00 giờ 12 phút ngày 19 tháng 5, tiếp tục có báo cáo, UAV nằm ở biên giới vùng Sumi và Chernigov liên tục thay đổi hướng đi. Một số máy bay không người lái ở quận Boruski của vùng Sumi hướng về phía Tây Nam. UAV ở biên giới vùng Nikolaev và Kirovograd hướng về phía Bắc. UAV ở quận Ochakovsky của vùng Nikolaev hướng về phía Tây Bắc. UAV từ vùng Kherson hướng tới vùng Nikolaev Tiếp đó, từ 00 giờ 44 phút đến 2 giờ 37 phút, tức là 4 giờ 44 phút đến 6 giờ 37 phút theo giờ Việt Nam, Ukraine dân dập phát cảnh báo UAV ở Sumy trên Nikolaev, Kidovograd, Kherson, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Chernigov, Chekasy, vùng Odessa, Kiev. Ukraska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 18 tháng 5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân Nga đã thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine và không từ bỏ nỗ lực chiếm Volchansk. Báo cáo có đoạn, tình hình ở mặt trận vẫn căng thẳng, lưu lượng phòng thủ Ukraine đang đẩy lùi sự tấn công dữ dội của quân Nga, tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi và trong những điều kiện thuận lợi sẽ phản công. Theo Bộ Tổng Tham mưu, Nga đã thực hiện 3 cuộc tấn công bằng tên lửa và 38 cuộc không kích, trong đó có việc sử dụng 56 bom KAB, sử dụng 404 UAV và thực hiện hơn 3.000 lần tấn công vào các vị trí của quân Ukraine. Đã có 12 cuộc đụng độ trên hướng Kharkov, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công về phía Nam, các khu định cư Globoke và Lugdazi ở vùng Kharkov. Đối phương tiếp tục cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của các đơn vị Ukraine theo hướng làng Zelenoje, đồng thời không từ bỏ nỗ lực đánh chiếm Volchans. Nga sử dụng không quân để không kích vào ban ngày, hai quả bom dẫn đường ở Kharkov, năm quả ở Vesiloi và bốn quả ở khu vực Lipsi, báo cáo viết. Lực lượng phòng thủ đang cố gắng đẩy lùi đối phương theo hướng làng Golubokoi và khu vực Volchans. Sơ bộ, tổng số thiệt hại của Nga trong ngày lên tới 125 người. Họ cũng mất 31 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự, trong đó có 3 xe tăng, 6 pháo và súng cối. Ngoài ra, 15 nơi trú ẩn của đối phương cũng bị tập kích. Bộ Tổng tham mưu cho biết lực lượng của họ cơ bản là đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Kramatorsk, Pokrovsky, Kurakovsky, Vremovsky, Orekhov, Dnipro. Kênh Military Samarit đưa tin, tại khu vực Kharkov, quân đội Nga đã ảo ạt vượt sông và lúc này các trận chiến đang diễn ra ở phía tây thành phố Vopchans. Đây là một bước ngoặt lớn bởi lẽ chướng ngại nước và khu trung tâm đô thị Đông Đúc đã bị quân Nga khuất phục. Tại Lipsy, quân Nga đang tiến từ đầu cầu phía bắc dọc về phía tây, dường như đang cố gắng tấn công quân Ukraine trong khu vườn. Tại thành phố Kharkov, lực lượng Moscow đang nhắm tới các tuyến đường hậu cần và đường sắt để làm gián đoạn khả năng cung cấp của Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, không quân Ukraine cho biết trong ngày 17 tháng 5, quân đội Nga đã tấn công khu vực Odessa bằng 3 tên lửa đạn đạo, có thể là Iskander M và 3 tên lửa dẫn đường KH-59, KH-69. Quân đội Ukraine cũng báo cáo về việc Nga đang tích cực sử dụng máy bay không người lái trình sát trên khắp hướng Nam. Báo cáo có đoạn, tổng cộng lực lượng phòng không ở hướng Nam đã tiêu diệt 3 tên lửa đường KH-59 ở vùng Odessa, hai UAV trinh sát Zala, UAV tấn công lan Lancet và một UAV không xác định loại ở vùng Khê Sân, 1 UAV không xác định loại ở vùng Khê Sân, 1 UAV không xác định loại ở khu vực Kirovodgrad. Kênh RV Voenkori đưa tin nhóm lực lượng miền Bắc của Nga đã giành quyền kiểm soát làng Staritsa gần Volchan. Các đơn vị của Nga cũng tiếp tục tiến vào trung tâm Volchan và hai bên sườn, đe dọa bao vây thành phố trong thế gọng kìm. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trước đó báo cáo rằng giao tranh trong ngày đã diễn ra tại khu vực làng Staritsa cũng như theo hướng Glubokoy, Lipsy. Đối với chỉ huy pháo binh Ukraine Oleksandr Kozachenko, đạn dược của Mỹ vốn được lực lượng Kiev chờ đợi từ lâu, không thể đến đủ nhanh khi ông và các đồng đội phải vật lộn để ngăn chặn các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga. Lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp cho đơn vị Kozachenko từng bắn 100 quả đạn mỗi ngày vào lực lượng Nga, nhưng bây giờ số đạn pháo này giảm xuống còn dưới 10 quả. Kozachenko nói thật là xa xỉ nếu chúng tôi có thể bắn được 30 quả đạn pháo. Mỹ thông báo đang chuyển đạn dược và vũ khí tới Ukraine sau khi Quốc hội phê duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ vào tháng trước. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 5, hai đơn vị pháo binh Ukraine mà phóng viên Reuters tiếp cận được ở tên tuyến phía đông cho biết họ vẫn chờ được tăng cường tiếp viện và phải hoạt động với tốc độ thấp hơn mức cần thiết để kìm chân quân Nga. Các pháo thủ thuộc Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 148 của chỉ huy Kozachenko và Lữ đoàn Pháo binh số 43 đều ở khu vực Donetsk, cho biết họ rất cần thêm đạn 155mm cho các khẩu pháo phương Tây. Điều này từng giúp họ có lợi thế hơn Nga trong trận chiến trước đó các lực lượng nga với số lượng đông hơn và mạnh hơn đáng kể so với quân phòng thủ ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trên khắp khu vực donbass phía đông trong những tháng gần đây và dọc biên giới phía đông bắc của ukraine vào tuần trước diễn biến này đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc xung đột theo Pasi Paronen, nhà phân tích của Blackbird Group, một nhóm tình nguyện có trụ sở tại Phần Lan chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung từ mạng xã hội, Nga đã giành được nhiều vùng lãnh thổ vào năm 2024 hơn những khu vực Moscow đã mất quyền kiểm soát trong cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Paronen cho biết lực lượng Moscow đã tuyên bố kiểm soát 654 km vuông kể từ đầu năm này vượt xa con số là 414 km vuông đã mất vào tại Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 10 năm ngoái. Ông nói thêm rằng Nga đã giành được khoảng 222 km vuông lãnh thổ, chỉ tính từ ngày 2 tháng 5. Đại tá Pablo Palisa, chỉ huy lữ đoàn cơ giới số 93, đang chiến đấu gần thành phố chiến lược Chasipia, cho biết ông tin rằng Nga đang chuẩn bị nỗ lực lớn nhằm phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở phía đông, Tuần trước, chỉ huy lực lượng lục quân Ukraine cũng dự đoán cuộc chiến tại Ukraine sẽ bước vào giai đoạn quan trọng trong hai tháng tới, khi Moscow cố gắng lợi dụng khoảng thời gian chậm trễ kéo dài trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Đại tá Palisa nói, chắc chắn đây sẽ là giai đoạn khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời cho biết ông tin rằng Nga muốn kiểm soát toàn bộ khu công nghiệp Donbass vào cuối năm nay. Các lực lượng Nga đang dần tiến hành các cuộc tấn công có thể đe dọa một số thành phố lớn ở phía đông bao gồm Kosyantynivka, Dorotkyivka, Kramatos và Slovians, những trung tâm quân sự quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của Kiev. Kosyantynivka hiện dễ dàng nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga, Tại đây, vị trí tấn công gần nhất của Nga vào đầu năm 2024 là khoảng 20 km. Tuy nhiên, các bản đồ nguồn mở cho thấy các vị trí đang dịch chuyển dọc theo tiền tuyến và bây giờ tầm tấn công là 14 km. Theo thống đốc khu vực Vadim Filaskin, phần lớn khu vực Donetsk cùng với Lugansk tạo nên vùng Donbass rộng lớn hơn đang bị bắn phá hàng ngày. Các cuộc không kích hoặc pháo kích của Nga thường nhắm mục tiêu vào khu vực này ít nhất là 10 lần một ngày Oleksandr Stasenko, một tình nguyện viên cứu hộ cho biết, nhóm của ông nhận được nhiều yêu cầu sơ tán hơn, đặc biệt là từ Kosyantynivka và Kurakove, một thị trấn xa hơn về phía nam, cùng các khu định cư khác. Lực lượng Nga cũng đã tiến về Kurakove, tiến 2-3 km dọc theo con đường từ thị trấn này về phía đông trong năm nay. Dostoyevsky nói bất cứ nơi nào tiền tuyến đang đến gần, người dân ở những nơi đó đều cố gắng rời đi càng sớm càng tốt, đồng thời cho biết nhóm của ông là SSOS sơ tán khoảng 20 người mỗi tuần, nhiều người trong số họ là người già hoặc ốm yếu. Ukraine cần phải bảo vệ khoảng 1.000 km tiền tuyến ở phía đông, phía bắc và phía nam. Các cuộc giao tranh ác liệt nhất trong năm nay tập trung vào Chasipya, một cao điểm quan trọng cách Kontyantynivka 12 km. Chasipya nằm ở phía tây thành phố Bắc Mớt mà Nga tuyên bố kiểm soát vào năm ngoái sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Đường cao tốc chính dẫn về phía tây của Kosyan đang bị đe dọa. về cắt đứt hoàn toàn khu vực này đồng nghĩa với việc các trung tâm trung chuyển xa hơn về phía bắc, bao gồm Kramatorsk và Slovyansk, sẽ mất một tuyến tiếp viện quan trọng. Theo Emin Kasehenmi, một nhà phân tích khác của Blackbird Group, cuộc tấn công mới của Nga vào vùng Kharkov phía đông bắc gần đây cũng có nguy cơ làm chạch hướng các lực lượng Ukraine khỏi mặt trận phía đông, khiến khả năng giữ phòng tuyến của Kiev thêm suy yếu. Kasehemin nhận định hiện tại có vẻ như là mục tiêu của chiến dịch Kharkov là gây nhiễu loạn và buộc lực lượng dự bị còn lại của Ukraine phải tiến vào các khu vực ít quan trọng hơn Jack Walling, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Tổ chức Nghiên cứu Russia có trụ sở tại London cho biết các lực lượng Nga có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào các điểm phía Bắc và phía Nam của tiền tuyến nhằm kéo căng hệ thống phòng thủ của Kiev. Một đạo luật mới nhằm tăng cường nỗ lực huy động quân của Ukraine sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 5. Tuy nhiên, các chuyên gia và chỉ huy cho biết có thể phải mất vài tháng trước khi những tân binh mới đến được mặt trận và tăng viện cho những đội quân Ukraine đang kiệt sức ở đó. Theo các binh sĩ đang tham gia chiến đấu, mặc dù lực lượng Ukraine có thể cầm cự cho đến khi tất cả đạn dược và vũ khí của Mỹ được đưa ra mặt trận, thách thức phía trước vẫn rất khó khăn. Valisa, đại tá thuộc lữ đoàn cơ giới 93, phát biểu vài giờ sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở Kharkov. Tôi có thể nói rằng khó có khả năng thời gian đứng về phía chúng tôi vì một cuộc chiến kéo dài đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn. Ông nói thêm rằng điều quan trọng là phải buộc Nga phải trả giá đắt càng nhanh càng tốt. Đại tá Ukraine nhận định nguồn lực của đối phương dù về nhân lực hay trang thiết bị đều không thể so sánh được với chúng tôi. Nguồn lực đó cực kỳ lớn. Đó là lý do một cuộc chiến kéo dài. Tôi nghĩ là không có lợi cho chúng tôi. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp AFP hôm 18 tháng 5 khi được hỏi liệu Ukraine có khả năng thực hiện một cuộc phản công mới hay không, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói có khả năng đó. Trước hết chúng tôi cần ổn định tình hình ở đường dây tuyến. Như các bạn thấy, đường dây tuyến hiện không ổn định nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, Nga cần phải bị ngăn chặn và chúng tôi sẽ ngăn chặn họ. Sau đó, chúng tôi cần nhân lực phù hợp cho các lữ đoàn để họ có thể thực hiện bước phản công tiếp theo. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 18 tháng 5, chúng tôi đã quyết định đầu tư 10 tỷ zloty tương đương 2,5 tỷ đô la Mỹ vào an ninh của mình và trên hết là đảm bảo an ninh biên giới phía đông Ông Tash nói thêm, chúng tôi đang bắt đầu một dự án lớn nhằm xây dựng biên giới an toàn, bao gồm một hệ thống công sự cũng như đưa ra các quyết định về cảnh quan và môi trường để khiến biên giới này không thể bị đối thủ tiêm tàng xâm nhập. Chính phủ Ba Lan trước đó đã xây dựng một hàng rào ở biên giới Ba Lan-Belarus dài hơn 180 km và cao 5,5 m để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Các hệ thống camera và cảm biến giám sát biên giới cũng được trang bị Biên giới Ba Lan với Belarus đã trở thành điểm nóng kể từ khi người di cư bắt đầu đổ xô đến nước này vào năm 2021, sau khi Minsk, một đồng minh thân cận của Nga, mời các công ty du lịch ở Trung Đông cung cấp một tuyến đường không chính thức mới vào châu Âu. Liên minh châu Âu cho rằng động thái này là nhằm kích động khủng hoảng Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, mối quan hệ thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn, với việc qua tăng cường chi tiêu quốc phòng và cáo buộc Minsk và Moscow cố gắng gây bất ổn cho Ba Lan. Thủ tướng Tash đã công bố kế hoạch củng cố biên giới phía đông vào đầu tháng 5 nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Ông cũng cho biết sẽ trao đổi với Ngân hàng Đầu tư châu Âu vào ngày 20 tháng 5 về khoản vay 500 triệu giật để phát triển mạng lưới vệ tinh của sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu. Sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu là một kế hoạch phòng không chung được Đức thiết lập vào năm 2022 nhằm tăng cường phòng không cho khu vực châu Âu. Ông Tash đã so sánh hệ thống này với hệ thống Iron Dam vòng sắt của Israel. Trong cuộc phỏng vấn với báo biểu của Đức được đăng tải hồi tháng 4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky cho biết Ba Lan sẽ không ngạc nhiên nếu Nga tấn công nước này, nhưng cuối cùng Moscow sẽ thua. Ông Sikorsky nói, Nga đã tấn công Ba Lan nhiều lần trong 500 năm lịch sử của chúng tôi, nhưng trong kịch bản này, Nga sẽ thua bởi vì chúng tôi, phương Tây, mạnh hơn Nga rất nhiều. Khi được hỏi liệu các thành viên NATO có thể bị Nga tấn công trong tương lai hay không, Ngoại trưởng Sikorsky cho biết các chính trị gia Đức dường như thừa nhận Nga sẽ chỉ sẵn sàng hành động trong 4 hoặc 5 năm nữa, và đến lúc đó Đức cũng sẽ sẵn sàng. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine leo thang. Ông nói rằng Wasa có lập trường như vậy là do Nga đang ngày càng quân sự hóa vùng Kaliningrad, giáp Ba Lan và Lithuania và Moscow cũng triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vào ngày 18 tháng 5 cho biết Nga có thể phải mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine đến biên giới Ba Lan, thậm chí vào bên trong lãnh thổ Ba Lan, theo ông, nếu Nga không làm như vậy, an ninh tại các thành phố và làng mạc của Nga sẽ không được đảm bảo. Tuy nhiên, kịch bản vùng đệm an ninh mở rộng đến biên giới Ba Lan khó xảy ra bởi động thái đó có thể kích hoạt điều 5 hiến trường NATO về phòng thủ tập thể. Ba Lan là thành viên của NATO, bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một nước thành viên sẽ bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh quân sự gồm 32 thành viên này. Khi đó, NATO sẽ có quyền đáp trả tập thể. Một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tuyên bố, Mỹ từ lâu đã rơi vào tình trạng chiến tranh gián tiếp với Moscow ở Ukraine và đang đùa với lửa bởi tình hình có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Đó là bình luận của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước TASS hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 5. Nó phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng của Nga đối với những gì Moscow coi là sự leo thang nguy hiểm của phương Tây ở Ukraine khi lực lượng Nga tiến quân ở một số mặt trận. Ông Ryabkov nói với TASS, Chúng tôi cảnh báo rằng họ đang đùa với lửa, họ từ lâu đã ở trong tình trạng chiến tranh gián tiếp với Liên bang Nga. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo để thỏa mãn các ý tưởng địa chính trị của mình, họ đang tiến tới một giai đoạn mà sẽ rất khó kiểm soát những gì đang diễn ra và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kịch tính. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga tiến hành một cuộc chiến vô cớ ở Ukraine. Trong khi đó, Moscow cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt được triển khai vào tháng 2 năm 2022 mang tính chất phòng thủ và nhằm mục đích củng cố an ninh của Nga trước một phương Tây thù địch. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tháng này rằng Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp trả sự khiêu khích và khoa trương của phương Tây. Trước đó, Nga nổi giận khi Ngoại trưởng Anh David Cameron trong chuyến thăm Kiev hôm 3 tháng 5 tuyên bố Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga và việc có làm như vậy hay không là tùy thuộc vào Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra những bình luận tương tự về vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine trong chuyến thăm thứ tư tới Kiev khi ông cáo buộc Tổng thống Putin tăng cường một cuộc tấn công khác chống lại Ukraine ở phía đông Ukraine. Ông Blinken cho biết Washington không khuyến khích hoặc kích hoạt các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine, nhưng cuối cùng Ukraine là phía phải tự đưa ra quyết định về cách tiến hành cuộc chiến này. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tổng hợp của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 23 giờ ngày 17 tháng 5 cho biết, trên hướng Kharkov có hai nỗ lực của Nga nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự của Kiev theo hướng Gluboko, Lipsy và Bugruvatka, Staritsa. Báo cáo có đoạn, tình hình nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine. Lực lượng phòng thủ của chúng tôi ở một số khu vực nhất định đang tiến hành các hoạt động tấn công nhằm cải thiện tình hình chiến thuật, đồng thời thực hiện giả soát. Tại khu vực thành phố Volchan, các đơn vị Ukraine đang tăng cường phòng thủ. Báo cáo viết, từ đầu ngày đến nay đã xảy ra 101 cuộc động độ, đối phương thực hiện 15 cuộc tấn công bằng tên lửa, 70 cuộc không kích và 452 cuộc tấn công bằng UAV, 2.843 cuộc tấn công vào các vị trí của quân ta. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiang, Sovetsky, Kramatok, Porovsky, Kurakhovsky, Vremovsky, Dnieper, theo các hướng Limang, Toretsky, Guliai, Polie và Orekhov, đối phương không thực hiện các hành động tấn công. Quân đội Ukraine có lực lượng, được trang bị phương tiện thích hợp, và tăng cường quân dự bị để giành thế chủ động trên chiến trường, báo cáo cho hay. Kênh Suryak Map đưa tin, tại Abdiivka, quân đội Nga bắt đầu nối lại các bước tiến về phía đông, Novo-Kexandrivka. Hơn nữa, họ đã giành quyền kiểm soát hệ thống chiến hào ở phía đông, Yano-Brodivka và phía nam Umanské. Kênh Biên niên sử quân sự cho biết, sau khi tiến tới Lipsi, nhóm lực lượng miền Bắc của Nga bắt đầu dần dần áp đặt các trận chiến lên lực lượng Ukraine ở cả các điểm cao chủ chốt và phía sau họ. Vai trò chính như trong những ngày đầu tiên của cuộc tấn công do lực lượng pháo binh, tên lửa và không quân đảm nhận. Mặc dù có sự tương đồng chung giữa các hoạt động quân sự với giai đoạn đầu của cuộc tấn công, nhưng cũng có những khác biệt. So với những đợt tấn công lẻ tẻ những ngày đầu, hiện nay hỏa lực được quân đội Nga sử dụng để tấn công ngay cả những mục tiêu thứ yếu những nỗ lực chống trả của quân đội Ukraine trong khu vực này cho đến nay vẫn không mang lại kết quả gì. Từ phía tây nam, từ hướng Novaya, Vodolaga, nơi một sở chỉ huy ngụy trang đã bị phá hủy một ngày trước đó, quân tiếp viện Ukraine gồm một số tiểu đoàn tổng hợp đang dần đến. Nhưng ảnh hưởng của chúng đối với cuộc giao tranh vẫn chưa được cảm nhận rõ ràng vì các đoàn xe chở trang thiết bị của Kiev sẽ được không quân Nga phản ứng ngay lập tức. Tại Volchan, sau khi bắt đầu giao tranh trong thành phố, và sự chuyển hướng tấn công của lực lượng hàng không vũ trụ Nga về phía Nam, các trận chiến bên sườn đã bắt đầu. Cụm quân miền Bắc có những thành công ở khu vực các làng Zibino và Pokalanoi tại phía đông thành phố. Một cách gián tiếp, điều này cho thấy rằng kế hoạch ban đầu của Nga nhằm cô lập và bao vây lực lượng Kiev ở Volchan vẫn còn hiệu lực, và để đáp trả kế hoạch đó, Bộ Chỉ huy Ukraine có thể sẽ phải sử dụng thêm lực lượng. Vô số trường hợp phá hủy thiết bị quân sự phía sau đường vành đai Kharkov cũng bắt đầu được ghi nhận. Điều này phần nào cho thấy Nga chuyển hướng các cuộc tấn công sâu hơn vào tuyến phòng thủ Ukraine gần thành phố. Wall Street Journal đưa tin Ukraine đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden giúp xác định các mục tiêu ở Nga mà Kiev có thể tấn công bằng vũ khí của chính mình. Đồng thời, Kiev cũng yêu cầu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Yêu cầu này được đưa ra vào thời điểm Nga đã giành được lãnh thổ lớn nhất ở Ukraine trong gần 18 tháng ở phía đông bắc vùng Kharkov. Các quan chức Mỹ cho biết yêu cầu của Ukraine đưa ra vào tuần trước đang được xem xét. Nếu Mỹ đồng ý với những đề nghị này, nó có thể đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách của nước này vốn từ lâu đã tìm cách giảm nguy cơ leo thang quân sự giữa Washington và Moscow trong khi hỗ trợ Ukraine tướng không quân Mỹ CK Brown nói, họ thực sự yêu cầu Mỹ giúp đỡ để tấn công Nga. Vấn đề không phải là về một hệ thống vũ khí cụ thể, mà là để được trợ giúp thêm trong việc tấn công người Nga. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết, chính sách hiện tại của Mỹ không hỗ trợ Ukraine nhắm mục tiêu như vậy hoặc sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Chúng tôi không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công trên đất Nga, đó là chính sách lâu dài của chúng tôi. Wall Street Journal cho biết Mỹ đã cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối đất với điều kiện chúng sẽ không được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga. Điều này được Ukraine đồng ý như một điều kiện để nhận vũ khí nhằm giảm nguy cơ xung đột leo thang thành xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga. Vào tháng 9 năm 2022, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Mỹ sẽ vượt qua ranh giới đỏ và bị coi là bên trực tiếp gây ra xung đột trong mắt Điện Kremlin nếu nước này cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa. Nga đang di chuyển lực lượng và khí tài vào vùng đông bắc Ukraine, tăng cường các cuộc tấn công ở khu vực Kharkov. Theo kênh RIBA, lực lượng Nga đã tấn công khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng đường sắt ở Kharkov, trong khi ở Odessa, các nhà kho và doanh nghiệp công nghiệp bị ảnh hưởng. Đổi lại, các đơn vị Ukraine lại thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng trên lãnh thổ Liên bang Nga. Một số kho chứa dầu và trạm biến áp đã bị tấn công ở Crimea, Sevastopol và Krasnodar Krai. Lực lượng Nga tiếp tục cuộc tấn công theo hướng Slobokzanki. Giao tranh đang diễn ra ở Volchan và vùng ngoại ô phía bắc Lipsi. vùng kiểm soát đã được mở rộng đến khu vực Lukiansty. Theo hướng Donetsk, lực lượng Nga tiến vào khu vực Krasnogorivka và dọn sạch khu vực phía đông thành phố gần hồ Borisivka. Theo hướng Vremika, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở Urochene và Staromayose, nơi quân đội Nga đang dần tiến lên. RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy một máy bay không người lái Ukraine trên khu vực Bengorod. Thông báo viết, vào khoảng 11 giờ đêm ngày 17 tháng 5, theo giờ Moscow, một nỗ lực khác của chế độ Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng cách sử dụng UAV nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, UAV của Ukraine đã bị các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ phá hủy trên vùng Bengorod. Kênh Ridovka phân tích, quân đội Nga đang thực hiện ý đồ buộc các lực lượng vũ trang phải tung quân dự bị ngẫu nhiên ra nhiều hướng cùng một lúc. Ngôi làng Volchansky, Khutora là điểm khởi đầu cho chiến dịch tấn công tiếp theo của Nga. Sau khi chiếm được ngôi làng, họ sẽ có thể tấn công các vị trí Ukraine trên sườn phía đông ở ngoại ô hoặc thực hiện một cuộc tấn công đột phá sâu vào làng Beli Kolozet để đến đường cao tốc và ga xe lửa. Kiev không có lực lượng phòng thủ chuẩn bị sẵn trong khu vực này và việc quân đội Nga khống chế những tuyến tiếp vận sẽ phá hủy các kế hoạch tiếp theo của Ukraine. Cuộc tấn công vào làng Lipsy cũng tăng cường đồng thời từ phía Bắc và phía Đông. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Sisky, người đã thất bại trong việc phòng thủ, đã quyết định thực hiện một bước đi hoàn toàn tuyệt vọng khi tuyên bố rằng các chiến binh Nga được cho là đã tiến vòng ra phía sau nhóm quân Kiev ở Volchan. Ông ấy cố gắng khiêu khích các lực lượng của Nga tiến hành các cuộc tấn công nguy hiểm. Ukrainska Pravda đưa tin, không quân Ukraine phát cảnh báo đỏ cho biết, dạng sáng nay, thứ Bảy 18 tháng 5, Nga đã triển khai các máy bay không người lái tấn công trên khắp Ukraine. Cảnh báo viết, một nhóm máy bay không người lái đang di chuyển qua vùng Sumy theo hướng vùng Poltava, lúc 1 giờ 45, tức 5 giờ 45 phút Việt Nam, có mối đe dọa tấn công của máy bay không người lái từ phía Nam. Ukrainska Pravda đưa tin, không quân Ukraine cho biết trong ngày 17 tháng 5, quân đội Nga đã tấn công khu vực Odessa bằng 3 tên lửa đạn đạo, có thể là Iskander M và 3 tên lửa dẫn đường KH-59-KH-69. Quân đội Ukraine cũng báo cáo về việc Nga đang tích cực sử dụng máy bay không người lái trinh sát trên khắp hướng Nam. Báo cáo có đoạn, tổng cộng lực lượng phòng không ở hướng Nam đã tiêu diệt 3 tên lửa đường KH-59 ở vùng Odessa, 2 UAV trinh sát Zala, UAV tấn công Lancet và một UAV không xác định loại ở vùng Khê Sân. 1 UAV không xác định loại ở vùng Khê Sân, 1 UAV không xác định loại ở khu vực Kirovodgrad. Kênh RV Voenkori đưa tin, nhóm lực lượng miền Bắc của Nga đã giành quyền kiểm soát làng Staritsa gần Volchan. Các đơn vị của Nga cũng tiếp tục tiến vào trung tâm Volchan và hai bên sườn đe dọa bao vây thành phố trong thế gọng kìm. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trước đó báo cáo rằng giao tranh trong ngày đã diễn ra tại khu vực làng Staritsa cũng như theo hướng Glubokoy, Lipsi. Lực lượng Nga hôm mùng 10 tháng 5 tấn công xuyên biên giới nhằm vào khu vực Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine. Mặc dù cuộc tấn công vào thành phố lớn thứ hai Ukraine được Moscow ngầm ra tín hiệu, tình báo phương Tây và Ukraine cũng dự đoán trước, nhưng Kiev vẫn lực bất tỏng tâm trong việc ngăn bước tiến đối phương. Sở dĩ nói Moscow đã ra tín hiệu trước bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 từng tiết lộ ý định tạo ra vùng đệm ở nơi đây. Một tháng sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh rằng Kharkiv có vai trò quan trọng tạo ra vùng đệm để bảo vệ khu vực biên giới Bengorod của Nga khỏi các cuộc pháo kích và xâm nhập lãnh thổ từ Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bengorod quay cuồng trước các vụ tấn công từ Kiev, trong đó có vụ đánh sập hai nhà máy điện vào ngày 22 tháng 3. Moscow cũng đồng thời xây dựng cánh quân phương Bắc mới, được Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, ước tính khoảng 30.000 người tại khu vực Bengorod của Nga. Chính vì vậy, ý định nhằm vào Kharkov đã được phía Ukraine dự đoán trước, thậm chí hai ngày trước khi lực lượng Nga tấn công, thống đốc khu vực này cho biết đã phát hiện lực lượng lớn quân Nga. Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh cũng cảnh báo cho lãnh đạo Ukraine về việc quân Nga sẽ tấn công Kharkiv. Bất chấp điều đó, rạng sáng ngày 10 tháng 5, khoảng 5.000 đến 10.000 binh sĩ Nga đã vượt biên giới ở hai điểm then chốt vào Kharkiv. Trong vòng 5 ngày qua, lực lượng Nga đã giành hơn 250 km vuông tại Kharkiv thiếu binh sĩ đạn dược và hệ thống phòng không khiến Ukraine không thể ngăn chặn cũng như đẩy lùi các cuộc tiến công của lực lượng Nga trên chiến trường Kharkiv. Trên thực tế, tuyến phòng thủ của Ukraine rất mỏng, thậm chí có nơi không một bóng người. Một chỉ huy người Ukraine, Denis Yaroslavsky cho biết, tại Vokchan, cách Kharkiv chưa đầy 65 km về phía tây bắc, tuyến công sự và mìn đầu tiên không tồn tại, không có lực lượng sẵn sàng chiến đấu và không được bố trí hợp lý. Đến giữa tuần này, giao tranh đã lan tới Vokchan và các làng phía bắc Lipsi, cách Kharkiv khoảng 32 km. Khu vực Kharkiv từng tương đối yên tĩnh, nay trở thành bước thụt lùi mới nhất của Ukraine trong năm 2024. Để khắc phục tình trạng thiếu binh sĩ, giới chức Ukraine đã quyết định hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Bước thụt lùi của Ukraine, một phần do Washington tạm dừng cung cấp vũ khí trong 4 tháng trước khi gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước. Ukraine cũng thiếu hụt đạn pháo và hệ thống phòng không để ngăn chặn tên lửa đạn đạo và bom lượn tầm xa từ phía Nga. Binh sĩ Ukraine từng thừa nhận Nga sử dụng lượng đạn pháo nhiều gấp 10 lần họ. Phòng không Ukraine cũng thiếu hụt tới mức họ không thể bắn hạ máy bay không người lái, UAV, trinh sát Orlan 10 của Nga, thường xuyên bay qua cả Kharkiv và Zaporizhia. Các nhà phân tích quân sự còn nhấn mạnh việc Ukraine không thể ngăn bước tiến của Nga bởi họ bị cấm sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga. Kết quả là lực lượng Nga có thể tập trung vượt biên giới trong điều kiện tương đối an toàn, chuyên gia George Barros tại ISW nhận định. Nhà phân tích này lập luận rằng khó khăn nhân lực đồng nghĩa với việc họ không có khả năng tạo ra các công sự kiểu Nga dọc theo toàn bộ biên giới phía Bắc. Tướng Oleksandr Ikovets của Ukraine tiết lộ rằng sau các cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv, họ đã chuẩn bị công sự tốt hơn ở tuyến thứ hai cách tiền tuyến 15 đến 17 km và ở tuyến thứ ba cách tiền tuyến tới 35 km. Chuyên gia còn nhận định việc Nga mở cuộc tấn công vào Kharkiv không phải giành lãnh thổ mà nhiều khả năng nhằm nghi binh buộc Ukraine phải phân tán lực lượng phòng thủ, đặc biệt ở vùng Donbass. Các thành viên NATO vào tháng 4 đã nhất trí bắt đầu kế hoạch hỗ trợ quân sự lâu dài cho Ukraine để tiếp tục cuộc giao tranh Nga, thông qua việc thành lập một quỹ trị giá 100 tỷ euro, tương đương với 107 tỷ đô la Mỹ. Những vũ khí do phương Tây viện trợ được kỳ vọng giúp tăng cường hỏa lực đáng kể cho khả năng tấn công sâu của Ukraine vào phòng tuyến của đối phương. Trả lời phỏng vấn với tờ Business Insider, các cựu sĩ quan quân đội Mỹ cho rằng các loại vũ khí này có thể giúp Kiev truy lùng các vị trí đóng quân của Nga, khiến các lực lượng chiến đấu của Moscow không còn nơi nào ẩn náu. Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ các cuộc tấn công của Nga có thể trở nên dữ dội hơn vào mùa hè, nhưng những vũ khí này có thể giúp ngăn chặn những nỗ lực của Moscow. Tháng trước, Mỹ tuyên bố đã chuyển cho Ukraine một số hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội MGM-140, còn được gọi là ATACMS, vào đầu mùa xuân này như một phần của gói vũ khí trị giá 300 triệu đô mà nước này đã công bố vào tháng 3. Được biết, mỗi tên lửa ATACMS trị giá khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ. Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Biden, cho biết sắp tới Mỹ sẽ gửi thêm tên lửa ATACMS cho Ukraine sau khi thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la mà Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội đã trì hoãn nhiều tháng. ATACMS là tên lửa đạn đạo chiến thuật có nhiều biến thể. Ukraine trước đây đã nhận được những quả bom có tầm bắn 300 km và có thể phát tán gần 1.000 quả bom con trên một khu vực rộng lớn, khiến chúng có thể gây thiệt hại lớn cho các sân bay, nơi xuất phát của lực lượng máy bay chiến đấu của Nga. Mùa thu năm ngoái, Kiev đã sử dụng tên lửa cho mục đích đó. Cũng vào cuối tháng 4, Anh tuyên bố gửi thêm tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine, như một phần của gói vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của nước này trị giá tương đương 633 triệu đô la Mỹ, bao gồm hơn 1.600 tên lửa tấn công, hệ thống phòng không và đạn dược. Vài ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp lần đầu tiên tiết lộ rằng Ý đã cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow, trong khi Pháp đã gửi cho Kiev phiên bản đạn dược riêng có tên gọi là Scam-X. Những tên lửa thả từ trên không này có thể bay ở độ cao thấp để tránh bị phát hiện và từng được sử dụng để tấn công trụ sở hải quân Nga và các kho sửa chữa phương tiện ở bán đảo Crimea có phạm vi hoạt động lên tới 250 km. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tên lửa ATACMS và Storm Shadow sẽ đến Ukraine trong thời gian tới.